bạn đến với kênh Nhân Quả Luân Hồi. Tiền bạc có thể hại đến thân mạng. Các em bạn nhỏ, các em chớ suy tính làm sao để mình lên chức, làm sao để mình phát tài, làm sao để có danh vọng trên thế giới, hay làm sao trên quốc tế ai cũng biết mình. Mà các em nên nghĩ mình phải làm gì để nhân loại được hạnh phúc, mình phải làm gì để đem lại lợi ích cho mọi người. Chúng ta phải đem hết sức lực để thế giới được hòa bình, để chúng sinh được an lạc. Không phải là ở trên đời này mình cứ tranh danh đoạt lợi, kình chống lẫn nhau, hãm hại lẫn nhau. Nếu vì mục đích nói trên mà mình dùng bất cứ thủ đoạn nào thì chỉ tạo thêm nghiệp tội mà thôi. Khi tiền bạc chất chứa nhiều rồi thì sẽ có hại đến thân mạng. Gần đây ở Los Angeles có một chuyện xảy ra. Một ông già giàu nọ bị sát hại. Ông này là người Mỹ, có rất nhiều tiền. Tuy nhiên cuộc sống của ông vô cùng phóng đãng. Bởi vì có quá nhiều tiền nên bị người khác giết chết. Khi ông còn sống cũng vì tiền mà ông đã tạo ra rất nhiều nghiệp tội, do đó kết quả mới thê thảm như vậy. Tuy có tiền của nhiều vô cùng, nhưng khi chết đi, một đồng cũng chẳng đem theo được. Các em hãy nghĩ xem, như vậy thì cuộc đời có giá trị gì, có nghĩa lý gì? Vì thế, ở trên đời này, mình cần phải làm một con người có trí huệ, không nên làm người ngu si. Kẻ có trí huệ thì thông suốt mọi sự một cách rõ ràng, phân biệt thiện và ác, tuyệt đối không làm những chuyện điên đảo, ngu muội. Nhưng người ngu si thì suốt ngày chỉ cầu danh, cầu lợi, cầu địa vị, cầu quyền thế. Họ không thể nào nhìn thủng được sự giả dối, không thể buông bỏ được cái hư vọng. Cho nên, thấy điều gì lợi cho mình thì quên mất đạo nghĩa. Do đó, khi sống như kẻ say rượu và lúc chết như người nằm mộng, hồ đồ mê muội cả một đời. Chúng ta ở trên đời này cần phải giúp đỡ những người khốn khổ, cứu vớt họ ra khỏi nơi nước sôi lửa bỏng. Vi thiên tối lạc, làm việc thiện là niềm vui cao nhất, bởi vì giúp người là căn bản của hạnh phúc.